các bạn. Thì trước tên hết thì các bạn sẽ thấy một điều, cái chương này nó có khác biệt với một số các cái chương thuốc sử dụng khác. Cái thứ nhất thì nó gần như nó được cập nhật thường xuyên. Bây giờ muốn để cập nhật thì các bạn phải chú ý điều giống như vậy. Trước đây thì người ta xếp cái chương kháng sinh này nằm trong cái chương thuốc quá trị liệu pháp. Dồn vô đây thì các bạn sẽ thấy các cái chương thuốc này gần như nó tập trung vô thuốc tác động trên tế bào sống, tức là trên vi khuẩn nè, trên virus nè, trên thực phẩm lan, thực phẩm phong nè, trên cái ký sinh trùng sốt rét nè, trên tế bào nấm và cái trên tế bào ung thư. Thì sau cái khối lượng cập nhật cũng như cái tính chuyên biệt điều trị ngày càng nó rõ nét, nên hiện nay thì người ta phân ra thành từng cái chương riêng luôn, và cái chương thuốc quá trị liệu thì nó chỉ còn tập trung bao gồm chủ yếu là các thuốc điều trị ung thư, tức là dùng cái các cái liệu pháp hóa học trong điều trị các bệnh lý ung thư và bệnh ung thư. Cho nên nếu những cái tài liệu trước đây nó nhiều dữ lắm, nên cái việc mà cập nhật cái chương kháng sinh nó không có viết lại, mà những cái năm trước, những cái tài liệu trước nó sẽ viết chồng lên những cái tài liệu năm sau. Cho nên là khi các bạn muốn đọc, đôi khi có những cái khái niệm các bạn phải quay lại cái phần cũ để các bạn đọc, lúc đó nó mới tìm thấy. Vậy mà nếu các bạn nào trong các cái sách hiện nay không thấy được cái chương, về khi kiếm những cái tài liệu nhất là khoảng từ năm 2010 đổ về trước ha, nếu mà không có thấy những cái chương kháng sinh thì tìm cái chương trị liệu pháp. Ngay cả trong Goodman ở những cái thời điểm đó thì người ta vẫn viết nó cái chương kháng sinh nằm trong cái chương quá trị liệu pháp, các bạn thấy ha. Nó có thuốc điều trị ký sinh trùng sốt rét nè, nó thuốc trị nguyên sinh động vật như là amip nè, trichomonas nè, nó có loại thuốc điều trị trên cái ký sinh trùng đường ruột nè, sáng lãi dung, rồi người ta mới phân ra làm rất nhiều cái nhóm kháng sinh. Vậy thì thuốc kháng nấm là mới cuối cùng, và thuốc chống virus cũng nằm ở bên dưới, nằm trong hết một cái chương người ta gọi là chương quá trị liệu pháp. Nên các bạn khi những cái sách từ năm 2010 đổ lại nếu không thấy cái chương kháng sinh thì các bạn tìm trong cái chương quá trị liệu pháp nha. Đó là cái thứ nhất nha, để chúng ta biết cái cách mà tìm. Như vậy thì trong cái nhóm này điểm chú ý gì đây? Đây là một cái nhóm thuốc mà gần như sử dụng chiếm một cái lượng rất lớn ở trong bệnh viện. Nó chỉ có một cái điều trị duy nhất, đó là nhiễm khuẩn. Nhưng nhiễm khuẩn thì không phải sử dụng chung cho một loại kháng sinh, mà mỗi một cái trị liệu nhiễm khuẩn thì nó phụ thuộc vô, thứ nhất đó là cái con vi khuẩn đó là cái gì, tức là tác nhân gây bệnh. Cái thứ hai nữa, nó liên quan đến cái bệnh lý nhiễm khuẩn ở trên cái bệnh nhân như thế nào, tức là cái người bệnh. Và cái thứ ba thì nó phụ thuộc vô cái tỷ lệ vi khuẩn đề kháng, là bây giờ con vi khuẩn đó nó có còn nhạy cảm hay là nó đã kháng thuốc rồi. Cho nên là việc sử dụng kháng sinh đó, nó phụ thuộc vô rất nhiều các yếu tố. Nếu những cái chương thuốc khác các bạn sẽ thấy một cái phác đồ trị liệu nó chỉ là một cái sự đồng thuận hay là khuyến khích dùng do các cái hiệp hội chuyên môn người ta thống nhất người ta đưa ra. Ví dụ các bạn sẽ có GNC 7, 8 nè, khuyến cáo gai hướng dẫn, guideline hướng dẫn, hoặc là cái gai hướng dẫn trong các điều trị bệnh lý cao huyết áp của Hội Tim mạch Hoa Kỳ, của Hội Nội tiết Đái tháo đường Việt Nam, động dân. Thì riêng các cái phác đồ điều trị kháng sinh nó là nó nằm ở đặc biệt là mỗi một cái quốc gia nó lại ban hành dựa theo một cái chiến lược sử dụng về kháng sinh của cái quốc gia đó. Nó phụ thuộc vô rất nhiều yếu tố, và đây là cái nhóm thuốc duy nhất mà có cái hướng dẫn sử dụng được ban hành bởi Bộ Y tế. Và cũng giống vậy, đối với Việt Nam thì Bộ Y tế Việt Nam họ cũng ban hành cái hướng dẫn sử dụng kháng sinh theo cái của Bộ Y tế. Quyết định đó là quyết định 708 đó các bạn. Nó là sẽ là một trong những cái tài liệu mà tự học bắt buộc, các bạn bắt buộc phải học. Vậy thì tại sao lại có cái vấn đề giống vậy? Là bởi vì cái nguyên tắc chung trong sử dụng các thuốc đó là cái hiệu quả là hợp lý và là an toàn. Tuy nhiên
trong cái việc sử dụng kháng sinh thì hiệu quả đây là chúng ta phải chọn đúng một cái phổ cho một cái kháng sinh trên một cái tác nhân gây bệnh. An toàn là vì tại sao chúng ta không thể nào bắt cái tế bào vi khuẩn ra khỏi người bệnh được. Mình sẽ chỉ định thuốc sử dụng điều trị các cái bệnh lý nhiễm khuẩn, tức là giết tế bào vi khuẩn nhưng lại ở trên cơ thể người bệnh. Cho nên là không có thể nào mà sử dụng một cái thuốc rất độc đối với tế bào. Làm sao nó tập trung vô nó giết được tế bào người bệnh, giết được tế bào vi khuẩn mà nó không hại được cái tế bào của người bệnh, thì cái đó mới là một cái yêu cầu phải có thuốc kháng sinh. Thì cái tính nó được gọi là cái tính an toàn. Và bên cạnh nó lại thì cái đây là một cái tế bào sống, cho nên là nếu nó sống trong một cái môi trường rất khắc nghiệt thì nó phải tìm cách nó sống sót để nó phát triển, và khi đó dần dần nó trở nên nó không có cái kháng sinh không còn hữu hiệu nữa, bởi vì cái con vi khuẩn nó sẽ tìm cách nó sống sót trong cái môi trường đó và nó dần 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 đến xuất hiện những cái dòng đề kháng. Cho nên là cái tính hợp lý trong sử dụng kháng sinh thì nó lại mang cái ý nghĩa khác với những nhóm thuốc khác. Những nhóm thuốc khác sử dụng hợp lý là cân bằng giữa yếu tố hiệu quả và yếu tố nguy cơ. Còn đối với trong sử dụng kháng sinh thì cái việc cân bằng yếu tố hiệu quả, yếu tố nguy cơ nó thể hiện bằng cái hợp lý gia qua cái việc đừng cho con vi khuẩn phát triển cái dòng đề kháng, hạn chế tối đa sự phát triển của cái dòng đề kháng. Cho nên là đó, ba nguyên tắc sử dụng kháng sinh cũng giống như các thuốc khác, nhưng mà nó lại thể hiện ra chuyên biệt khác một chút xíu. Đó là chúng ta phải giải cái nguyên tắc đó, phải giải quyết cho được cái mối liên hệ giữa kháng sinh, vi khuẩn với người bệnh. Ba cái mối quan hệ này thì nó lúc nào nó cũng gắn liền với nhau và nó ảnh hưởng qua lại với nhau. Nếu các thuốc khác chúng ta chỉ giải quyết đó là thuốc với người bệnh ha. Còn ở đây thì chúng ta là giải quyết thuốc, người bệnh và một cái đối tượng thứ ba đó là vi khuẩn. Và trong đó thì ba cái đối tượng này nó lại liên hệ chặt chẽ hai chiều với nhau. Nếu chúng ta chỉ định một cái kháng sinh thì phải chọn một cái phổ có cái tác nhân gây bệnh nó để giết tế bào vi khuẩn, và cái phần đó được gọi là cơ chế tác dụng của thuốc. Nhưng mà đôi khi người ta lại dùng một cái từ đó là độc tính chọn lọc. Độc tính chọn lọc có nghĩa là cái thuốc đó nó chỉ giết tế bào vi khuẩn mà nó hạn chế tấn công ở trên tế bào người, thì người ta gọi đó là độc tính chọn lọc. Một cái kháng sinh có độc tính chọn lọc càng cao thì thuốc đó càng đặc hiệu. Bên cạnh đó thì đương nhiên con vi khuẩn trong một cái môi trường khắc nghiệt nó tiếp xúc hoài với kháng sinh thì nó tìm cách nó sống sót và nó phát triển, thì nó tạo ra cái đề kháng thuốc. Còn trên cái cơ thể người bệnh và cái kháng sinh thì đương nhiên cái dược đồng học của thuốc nó sẽ quyết định cho cái tác dụng của thuốc. Giờ mình điều trị một cái bệnh lý nhiễm khuẩn mà cái kháng sinh nó có dược đồng học nó mang không mang thuốc được vô tới cái mô nhiễm khuẩn thì nó không có hiệu quả. Bên cạnh đó những cái thuốc đó thì kháng sinh đó nó lại cũng có thể hiện những cái độc tính của thuốc ở trên cơ thể người bệnh. Như vậy thì nó lại dẫn đến ở trên người suy thận thì chúng ta có dùng những cái kháng sinh độc tính trên thận được hay không? Cho nên lại phải giải quyết cái mối liên hệ hai chiều giữa độc tính của thuốc và cái dược đồng học của thuốc đối với giữa kháng sinh với người bệnh. Rồi giữa người bệnh với con vi khuẩn thì khi sử dụng kháng sinh là phải giải quyết nữa. Bởi lý do là sao? Chính con vi khuẩn nó gây ra cái bệnh lý nhiễm khuẩn, và bệnh lý đó tự nhiên nó thay đổi theo tác nhân gây bệnh ha. Mức độ nặng nhẹ khác nhau, hay là trong cùng một cái bệnh lý đó nhưng mà cái nội độc tố, ngoại độc tố do các dòng vi khuẩn khác nhau thì nó lại gây ra những cái mức độ các tình trạng nhiễm khuẩn là khác nhau. Bên cạnh đó nữa thì không phải là hễ có vi khuẩn trong cơ thể là gây nhiễm khuẩn. Cơ thể của mình thì có biết bao nhiêu loại vi khuẩn không, nhưng mà điều nó không có khả năng phát triển để thành bệnh lý, bởi vì là do cái hệ thống miễn dịch, hệ thống phòng thủ của cơ thể nó chi phối. Bình thường có trực khuẩn lao không? Có, nhưng mà nó đâu có gây bệnh. Chỉ khi nào cái hệ thống phòng thủ cơ thể nó suy giảm trên cơ thể người suy nhược, hay là trên những người bị AIDS, nhiễm HIV, thì khi đó cái hệ thống miễn dịch cơ thể nó suy nhiễm, nó mới gây ra cái bội nhiễm hay là nó tái nhiễm lại liên tục. Tức là nó phụ thuộc rất nhiều vô cái cơ chế phòng vệ của cơ thể nữa. Một cái kháng sinh mà nó có sẽ tác dụng trên tế bào vi khuẩn là ngoài cái cơ chế của nó trực tiếp trên tế bào vi khuẩn, nó còn nhờ cái sự hỗ trợ của hệ thống phòng thủ của cơ thể. Cho nên là một cái sử dụng kháng sinh phải giải quyết cho ra ba cái yếu tố này.
Đó là cái mối liên hệ giữa ba cái yếu tố đó, để theo cái nguyên tắc mà chúng ta mới nhắc, đó là hiệu quả, hợp lý với an toàn. Hiệu quả ở đây tức là các bạn phải chỉ định một cái kháng sinh đúng. Muốn chỉ định được một cái kháng sinh đúng thì chúng ta phải biết các cái phân nhóm có những cái kháng sinh gì, phổ của nó tác dụng ở đâu. Và thường trong chỉ định điều trị thì một lúc nào đó người ta sẽ bắt đầu cho phối hợp. Các bạn để ý thế, khi sử dụng trong các phác đồ điều trị kháng sinh, người ta ít cho phối hợp ngay lần đầu, trừ trường hợp nhiễm khuẩn nặng đe dọa đến tính mạng. Còn lại thì đơn trị liệu là cái khuyến cáo đầu tiên, đúng không? Rồi sau đó mới bắt đầu phối hợp các kháng sinh. Muốn hiểu được cái phối hợp của kháng sinh thì chúng ta phải hiểu cho ra cái cơ chế của thuốc. Ví dụ các bạn thấy nữa, các bạn học các bạn sẽ thấy penicillin nó phối hợp với aminoglycosid, tức là gentamicin, amikacin đúng dân thì đã gây ra hiệp đồng. Còn đối với cái cũng penicillin phối hợp với tetracycline thì tetracycline với cái aminoglycosid là chung một nhóm, cùng một cái kiểu tác dụng. Nhưng mà penicillin khi phối hợp với cái tetracycline thì lại gây ra đối kháng. Thì phải hiểu thiệt rõ cơ chế. Hay là trong cái sử dụng phối hợp kháng sinh, người ta không bao giờ dùng Marolix, Lancosamide với Loram, Fenicol cùng lúc hết. Ba cái nhóm kháng sinh đó không bao giờ cho vô cùng lúc hết. Thì là do cái cơ chế của nó gây ra, dẫn đến đối kháng. Chứ không phải là càng sử dụng nhiều kháng sinh thì sẽ càng cái tác dụng kháng khuẩn sẽ tăng lên hết. Đó là cái tính hiệu quả. Còn cái tính hợp lý là bây giờ chúng ta phải biết dịch tễ học, đề kháng của vi khuẩn, nó mô tả cái mức độ và cái tình trạng, cái tần suất, tức là cái con vi khuẩn đó nó đã kháng thuốc nhiều hay không, và cái tỷ lệ mà cái vi khuẩn đề kháng thuốc với cái kháng sinh đó là bao nhiêu phần trăm. Thì muốn vậy chúng ta phải biết là có những cái dạng vi khuẩn nào đã kháng với một cái nhóm kháng sinh nào, và cơ chế của nó tại sao nó kháng được cái kháng sinh đó, và chúng ta sử dụng mới đừng cho con vi khuẩn phát triển lên cái dòng đề kháng. Bởi vì chính kháng sinh là cái tác nhân chọn lọc ra dòng vi khuẩn kháng nó. Thì sau này các bạn sẽ học phần đề kháng, chúng ta sẽ thấy. Và cuối cùng đó là an toàn đó các bạn. An toàn có nghĩa là chúng ta phân biệt giữa độc tính chọn lọc và độc tính của thuốc nha. Độc tính chọn lọc là cái độc tính mà kháng sinh nó giết tế bào vi khuẩn. Còn độc tính của thuốc là những cái phản ứng bất lợi mà cái kháng sinh đó nó gây ra trên tế bào của người. Chúng ta sử dụng làm sao có cái tính an toàn cao nhất, tức là cái độc tính ở trên cơ thể của người thấp nhất có thể có. Do đó trong một cái chương kháng sinh thì nó sẽ được hướng dẫn sử dụng bằng những cái nguyên tắc nhất định, bởi vì cái tỷ lệ đề kháng này, nó sẽ phụ thuộc vô từng cái vùng miền khác nhau, từng cái khu vực, các lãnh thổ khác nhau. Ngay cả ở trong nước thì các bạn sẽ thấy là giữa một cái tỷ lệ đề kháng của một cái con vi khuẩn nào đó với một cái loại kháng sinh nào đó, nó sẽ khác biệt nhau hoàn toàn giữa thành phố Hồ Chí Minh với Cần Thơ. Một cái liều điều trị ở Cần Thơ nhiều khi hiệu quả, nhưng dùng cái mức liều giống như vậy thì lên thành phố Hồ Chí Minh lại không có hiệu quả, bởi vì nó bây giờ nó đã kháng thuốc mạnh hơn, cái mức độ để giết được nó sẽ cao hơn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là nó quan tâm, nó lại phụ thuộc vô cái tính sẵn có, tức là không phải bất cứ kháng sinh nào cơ địa của cái quốc gia người nào cũng dung nhận được hết. Có những loại kháng sinh mà khi đưa ra sử dụng nó chỉ phù hợp cho một cái nòi giống, một cái dòng giống nào đó thôi, cho nên là quốc gia này xài được mà quốc gia kia không xài được. Vì vậy mà sử dụng kháng sinh nó là phải tuân thủ theo cái hướng dẫn. Bộ Y tế họ sẽ ban hành những cái danh mục kháng sinh có thể dùng được cho người Việt Nam. Và các bạn sẽ thấy đọc trong sách bút, tách bút, trong tài liệu tham khảo, họ giới thiệu rất nhiều kháng sinh mới, FDA Hoa Kỳ đưa ra đồ vân vân. Nhưng khi các bạn đi điều trị ở các cơ sở điều trị thì nó chỉ có những cái kháng sinh mà do Bộ Y tế ban hành. Còn một cái kháng sinh mới khi đưa vô, họ xem xét dựa vô cái mô hình bệnh tật, họ xem xét dựa vô cái mức độ vi khuẩn đề kháng, và họ xem xét dựa vô cái tính an toàn của bệnh nhân khi sử dụng, thì họ mới cho một cái kháng sinh vô vô sử dụng các bạn. Thì đó là cái hợp lý. Còn cái hiệu quả thì tất nhiên chúng ta phải biết mỗi một kháng sinh nó sẽ chỉ định trên những cái dòng vi khuẩn nào. Vì vậy mà trong một cái nguyên tắc sử dụng kháng sinh nó sẽ bao hàm ba nguyên tắc đó, và ba cái nguyên tắc đó là cái phần được gọi là chiến lược sử dụng kháng sinh của mỗi quốc gia. À,
phần này thì các bạn sẽ thấy là nó chính là nó giải quyết cho ra cái mối liên hệ giữa ba cái thuốc. Vậy thì hãy đụng tới cái gì sử dụng kháng sinh, khi các bạn cầm cái viết kê đơn kháng sinh, khi các bạn sử dụng kháng sinh thì các bạn luôn luôn nhớ nó sẽ là cái mối quan hệ giữa ba cái yếu tố cùng bị ảnh hưởng hết. Chỉ định một cái kháng sinh chúng ta phải nhớ đến kháng sinh đó, phải nhớ đến con vi khuẩn đó, phải phải nhớ đến cái cơ địa bệnh nhân đó. Ba cái nó khác với những cái nhóm thuốc khác. Nên trong cái phần mục tiêu của bài này thì thứ nhất là nó giới thiệu cho các bạn các cái nhóm kháng sinh chủ yếu. Nhóm này sẽ bám theo cái hướng dẫn của Bộ Y tế đang cho những cái kháng sinh nào đang sử dụng được ở người Việt Nam. Cái thứ hai là trình bày các cơ chế tác động chính của thuốc để khi phối hợp chúng ta có thể tiến hành phối hợp. Cái thứ ba giới thiệu các cơ chế đề kháng và các cái dạng kháng thuốc để chúng ta sử dụng cho nó hợp lý. Và cái thứ tư là giới thiệu những cái đặc tính tác dụng phụ của một cái nhóm kháng sinh để khi sử dụng chúng ta lưu ý về cái tính an toàn. Thì tất cả những cái này nó sẽ được quy lại thành một cái nguyên tắc sử dụng, mà nguyên tắc này do Bộ Y tế ban hành. Thì toàn bộ cái phần này nó là cái phần mở đầu cũng như là cái phần sẽ giới thiệu nội dung chính của bài giảng, nó cũng là cái phần nằm trong cái hướng dẫn 708 về sử dụng kháng sinh của Bộ Y tế. Thì các bạn sẽ được ngạc nhiên ha, những cái văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế trong điều trị thì đôi khi nó mang tính hành chánh, nhưng đối với cái quyết định đối với nhóm kháng sinh thì nó lại mang một cái tài liệu chuyên môn rất lớn và chúng ta phải hoàn toàn phải dựa vô vô nó để khi sử dụng. Các bạn muốn chỉ định một cái kháng sinh nào lạ mới cũng không có đâu, bởi vì là Bộ Y tế nó không có đem vô xài, người ta không có nhập vô được. À, cái quyết định 708 đó thì chút nó nội dung gì tìm ở đâu tôi sẽ nhắc các bạn nha. Thì nội dung của bài giảng của mình cũng bám vô cái nguồn tài liệu, trong cái thứ nhất là các tài liệu học tập này, cái thứ hai đó là cái quyết định 708 hướng dẫn sử dụng kháng sinh của Bộ Y tế, và cái thứ ba đó là cái những cái sách giáo khoa, trong đó nó sẽ mô tả trong sách giáo khoa thì bất cứ một cái tài liệu giảng dạy nào trong chương kháng sinh, cái chương đầu tiên luôn luôn nó nói chung những cái này. Bởi vì là cái thứ nhất là nó trình bày về nguyên tắc sử dụng kháng sinh, nó giới thiệu cơ chế chung của cái nhóm kháng sinh, và nó giới thiệu những cái nhóm kháng sinh một có những cái đặc tính gì. Rồi sau đó thì nó bắt đầu nó đi vô nó giới thiệu những cái cụ thể nhỏ nhỏ những cái kháng sinh, và lúc bây giờ thì nó chỉ khác biệt nhau về trong cái sử dụng thôi. Có loại thì chỉ định được cho người suy thận, có loại dùng cho người suy gan, có loại người suy gan thì phải lại điều chỉnh liều làm sao dân ha. Thì bắt đầu nó đi vô cái cụ thể trong từng nhóm kháng sinh, thì nó chỉ đi vô cái cụ thể những cái phần đó thôi, chứ nó chung nhất thì lúc nào cái chương kháng sinh nó cũng thể hiện ra cái phần đầu. Thì đó là cái phần trong phần này. Thì đối với các bạn trong học phần này chúng ta chỉ tập trung vô bốn cái nguyên tắc, bốn cái nguyên tắc đầu thôi, còn cái phần về nguyên tắc sử dụng thì nó sẽ qua học phần sau. Chúng ta sẽ học về nguyên tắc sử dụng thuốc, học phần dược lý lâm sàng đó, lúc đó chúng ta sẽ có một cái bài nguyên tắc sử dụng kháng sinh trong điều trị ha. Thì lúc đó chúng ta lại quay lại giới thiệu cái nguyên tắc, còn hiện giờ thì chúng ta học những cái cơ sở để khi thực hành nguyên tắc thì chúng ta sẽ hiểu nó. Đó là cái phần đầu tiên tôi muốn nhắc với các bạn để các bạn biết cái nội dung mình sẽ học là cái gì. Không, thì khi các bạn đọc, các bạn cứ lên mạng gõ quyết định hướng dẫn sử dụng kháng sinh, quyết định 708 hướng dẫn sử dụng kháng sinh của Bộ Y tế. Bạn cứ gõ cái quyết định này, nó là cái tài liệu hướng dẫn tự học bắt buộc nha các bạn. Thì nó sẽ nội dung của trong bài giảng và trong cái quyết định này nó cũng ná giống như nhau. Tôi cũng bám vô những cái điều chủ yếu là giải thích trong cái quyết định này để khi các bạn đọc để các bạn hiểu ha. Còn những cái phần tài liệu chuyên sâu vô ví dụ cấu trúc hóa học rồi giải thích chuyên sâu về các cái phối hợp liều lượng rồi đó thì nó nằm ở trong các sách giáo khoa để chúng ta biết cái cách mà chúng ta học ha các bạn. Thì quyết định 708 nó sẽ mô tả cái hướng dẫn, nhưng nó sẽ trong cái, nên các bạn thấy nè, trong cái phần về bố cục của nó đó, nó sẽ tập trung vô thứ nhất đó là các cái chương đại cương về kháng sinh, và các bạn chỉ cần đọc trong cái chương
này thôi. Nó quyết định nó khá dày, nó có tới là 300 mấy chục trang, là một cái quyết định của bộ ban hành mà tới 300 mấy chục trang các bạn. Thì ở trong đó các bạn chỉ cần chú ý cái phần đầu thôi, khoảng 46 từ, tức là khoảng 30 cái chương đầu, trong đó các bạn thấy ha, nó giới thiệu mình các cái nhóm thuốc chính. Tại sao là tôi muốn các bạn đọc cái này? Bởi vì chúng ta học trong sách giáo khoa thì họ giới thiệu rất nhiều thuốc, nhưng mà khi ra trong điều trị hay các bạn đi thực tế lâm sàng thì các bạn không có gặp đâu. Rất nhiều thuốc các bạn không có biết tới, bởi vì Bộ Y tế Việt Nam nó đâu có nhập về mình xài, nó đâu có cho sản xuất mình xài. Cho nên là các bạn đọc theo cái phân nhóm này, đó là những cái nhóm mà các cái bệnh viện, các tuyến bệnh viện nó phải chắc chắn là nó phải mua và nó xài theo cái danh mục đó. Rồi nó giải thích cho chúng ta cơ chế tác dụng và cái phối hợp kháng sinh, dựa vô cơ chế người ta để phối hợp. Cái kế tiếp mới giới thiệu cho các bạn một khái niệm, đó là các cái dược đồng học và dược lực học của một cái kháng sinh, thì cái ứng dụng của nó rất lớn. Và cuối cùng nó giải thích cho các cái nguyên tắc sử dụng. Tôi sẽ nói sơ một chút xíu cái ứng dụng của dược đồng học, dược lực học của kháng sinh. Phần này thì nó mới được đưa đề cập trước đây, và trong cái quyết định này nó viết cũng khá, các bạn sẽ thấy đó nha, gần nó viết một cái quyết định mà nó viết cũng gần cỡ 7 8 trang đó, thì nên các bạn sẽ coi làm coi nó nói cái gì trong đó. Thì tôi sẽ tóm tắt một số các điểm chính. Thì ngày hôm qua tôi lúc các bạn lớp các bạn vừa xong, tôi kêu các bạn đau này là về liền, nhưng mà lúc đó quên mất nên nhiều bạn thoát ra rồi, nó không biết chắc có bạn nghe có bạn không. Thì nếu các bạn nào có nghe thì đọc trước thì chúng ta sẽ đi nhanh hơn nhiều. Tôi quên. Và nó trình bày cái nguyên tắc, thì cái phần nguyên tắc này thì chúng ta sẽ dành sau, học phần sau mình học. Ngoài ra thì nó sẽ có cái phần đại cương về vi khuẩn học, nó sẽ giới thiệu cái đề kháng của thuốc. Con vi khuẩn sẽ dễ đề kháng theo những cái cơ chế nào và những cái dạng đề kháng nó có hiện nay nha. Và cái phần còn lại lớn hiện nay trên gần 300 trang, đó là các cái phác đồ điều trị. Bạn dòm vô các bạn sẽ thấy ha, nó chỉ định cho cái điều trị, ví dụ trong trường hợp nhiễm khuẩn hô hấp thì điều trị viêm phế quản cấp ở người lớn, thì phác đồ của Bộ Y tế, người ta gọi đây là phác đồ điều trị của Bộ Y tế, nó sẽ ban hành như thế nào, trong đó dùng thuốc gì, chẩn đoán ra làm sao, dựa vô các chỉ số gì vân vân các bạn. Còn kế tiếp là nhiễm khuẩn huyết động vân đó, nên tới đây thì các bạn nào không thích đọc cũng không sao, bởi vì nó bổ sung cho kiến thức chuyên môn của mình. Còn sau này các bạn học tới điều trị thì đương nhiên các bạn phải học thôi, bởi vì là phác đồ ban hành của Bộ Y tế. Tại sao lại phải theo cái Bộ Y tế đó, phác đồ này mà nó không theo các hiệp hội, thì chúng ta sẽ hình dung ra cái trong cái quá trình học đó các bạn. Thì cái khái niệm về dược động học, dược lực học thì rõ ràng nó là một trong ứng dụng lớn nhất mà cái chúng ta vừa mới học xong cái chương dược động học, dược lực học, phải không? Tới đây các bạn phải phân ra cái chỉ số nào được gọi là chỉ số đánh giá tác dụng thuốc về mặt dược động học, chỉ số nào là chỉ số đánh giá tác dụng thuốc về mặt dược lực học, và khi đó cái sử dụng kháng sinh theo các cái chỉ số này, nó giới thiệu nằm ở chỗ này. Thì để hiểu nó một chút xíu thì tôi muốn các bạn chú ý. Hiện nay cái chiến lược sử dụng kháng sinh do Bộ Y tế ban hành đó là cái theo dựa theo nguyên tắc hiệu quả, hợp lý, an toàn. Mục đích của nó là nó để giải quyết cho ra cái mối liên hệ khi sử dụng kháng sinh gồm có 3 cái đối tượng. Và như vậy á, thì cái nguyên tắc chính nằm trong cái nguyên tắc này á, là nữa các bạn nhớ, đó là dùng cái điều trị thích hợp và quản lý sử dụng, có 2 cái phần lớn. Điều trị thích hợp hiện nay thì trong chiến lược sử dụng kháng sinh Bộ Y tế ban hành đó, đó là điều trị kinh nghiệm và liệu pháp xuống thang. Thế nào được gọi là điều trị kinh nghiệm và thế nào được gọi là liệu pháp xuống thang thì nó giải thích ở bên trong cái quyết định 708 đó. Và liệu pháp xuống thang là chính là sử dụng các chỉ số PK/PD để tối ưu hóa liều cho cá thể hóa điều trị. Vậy điều trị kinh nghiệm có nghĩa là không phải là theo kinh nghiệm của một cái ông bác sĩ, theo kinh nghiệm của một cái bệnh viện nào đó hết các bạn, mà điều trị kinh nghiệm chính là cái sử dụng các phác đồ điều trị đã được ban hành của Bộ Y tế hồi nãy đó, trong đó người ta gọi là điều trị kinh nghiệm. Thì thông thường thì đối với một cái tình trạng nhiễm khuẩn thì người ta sẽ
đúng nhất là người ta sẽ xác định ra cái tác nhân gây bệnh là con gì, thì họ sẽ chỉ định cái kháng sinh ngay cái có cái phổ tác dụng trên đó tức khắc, đúng không? Nhưng mà nó có một nỗi, các bạn muốn xác định được tác nhân gây bệnh thì chúng ta phải làm gì các bạn? Ta phải làm kháng sinh đồ hoặc là nuôi cấy vi khuẩn, làm các cái xét nghiệm vi sinh, chúng ta mới tìm ra tác nhân gây bệnh. Những cái kết quả đó có liền không? Nó không có. Chúng ta một là phải lấy mẫu trước khi cho bệnh nhân dùng kháng sinh nè, và chúng ta phải lấy đúng mẫu bệnh phẩm nè. Và khi đó chúng ta làm kháng sinh đồ thì ít nhất phải 7, 24, thậm chí 72 tiếng nó mới ra. Và như vậy thì khi tìm được tác nhân gây bệnh vậy đó, thì bệnh nhân đã trải qua một cái tình trạng nhiễm trùng một cái thời gian rồi. Và hễ khi người ta đã thống kê rất rõ, hễ khi có dấu hiệu sốc nhiễm trùng thì tỷ lệ tử vong sẽ tăng càng cao khi mà bệnh nhân không có cơ hội tiếp xúc với kháng sinh. Và cứ một giờ mà làm chậm trễ tiếp xúc với kháng sinh khi đã có biểu hiện sốc nhiễm trùng thì tỷ lệ tử vong tăng 7,6%. Như vậy thì mình ngồi mà mình chờ cho có cái kết quả kháng sinh đồ để chọn ra cái kháng sinh đó các bạn, thì bệnh nhân chết queo rồi. 72 tiếng sau, 24 tiếng, cứ mỗi một giờ thì tỷ lệ tử vong tăng lên 7,6%. Cho nên là khi với những cái dấu hiệu về cái chẩn đoán cận lâm sàng cho một cái tình trạng nhiễm khuẩn thì chúng ta có thể chẩn đoán ra ngay đó là một cái nhiễm khuẩn, và người ta sẽ gợi ý ngay cho mình đó là cái đó là do cái tác nhân gì, thì chúng ta sử dụng ngay cái điều trị kinh nghiệm này để chúng ta cho thuốc ngay tức khắc nhằm cho bệnh nhân tiếp cận sớm với kháng sinh. Cho nên họ gọi đó là điều trị kinh nghiệm, tức là điều trị theo phác đồ đã được ban hành sau khi chúng ta đã chẩn đoán mà chưa dựa vô cái kết quả của kháng sinh đồ. Hay nói cách khác, điều trị kinh nghiệm là điều trị khi chưa có kết quả về di sinh. Thì hàng năm, 2-3 năm hoặc là tùy theo mức độ mà đề kháng thuốc hay là cái tình hình nhiễm khuẩn, thì Bộ Y tế họ sẽ tập hợp các cái chuyên gia lại và họ mới hồi cứu lại hồ sơ. Ví dụ trong trường hợp cái viêm phổi cộng đồng hiện đó nó, thì họ họ cứu lại trên một cái sự số lượng lớn của các hồ sơ hoặc từ báo cáo của các bệnh viện, họ sẽ thống kê ra họ xem lại, thì coi như giả sử cái viêm phổi cộng đồng đó thì 50% là do con gì gây ra hay là 90% là do con gì gây ra, và họ mới coi là trong cái sử dụng trị liệu kháng sinh nào nó còn hiệu quả, kháng sinh nào nó đã không hết tác dụng rồi bởi vì con vi khuẩn kháng thuốc, thì khi đó họ ban hành cái phác đồ điều trị kinh nghiệm để chi khi có dấu hiệu cận lâm sàng của một cái bệnh lý ví dụ như là viêm phổi cộng đồng thì chúng ta dòm vô cái phác đồ điều trị kinh nghiệm đó, và chúng ta sẽ nghĩ ngay đến 60%, 70% là do cái con vi khuẩn đó gây ra, và cái kháng sinh đang sử dụng có hiệu quả hiện nay ở thời điểm này là cái kháng sinh gì, liều là bao nhiêu, thì chúng ta dùng ngay cái phác đồ điều trị kinh nghiệm đó để chỉ định thuốc ngay tức khắc nhằm cho bệnh nhân có điều kiện tiếp xúc với kháng sinh ngay tức khắc nè. Thì người ta gọi đó là điều trị kinh nghiệm và hình dung ra ha. Rồi sau khi đã có cái kết quả kháng sinh đồ rồi thì người ta mới coi lại, nếu mà đúng cái dẫn đúng với cái tác nhân gây bệnh như mình đã chẩn đoán lúc ban đầu khi chưa có cái bằng chứng gì di sinh khuẩn học đó mà dẫn đúng, hay là cái hiệu quả mình đang điều trị nó hiệu quả nó rõ rệt thì người ta sẽ cho y cái kháng sinh đó tiếp tục luôn. Và bây giờ còn nếu không đúng thì người ta sẽ chỉnh ngay tức khắc lại cái kháng sinh mà đã có cái phổ nằm đúng trên cái tác nhân gây bệnh. Và trong trường hợp đó thì thường là họ sẽ sử dụng ngay cái phổ hẹp để nó đánh ngay cái tác nhân gây bệnh đã được xác định qua kết quả kháng sinh đồ. Thì cái liệu pháp đó người ta gọi là liệu pháp xuống thang, thấy không ạ? Xuống thang không phải là giảm liều, xuống thang không phải là giảm điều trị, mà xuống thang là ở chỗ chuyển một cái kháng sinh phổ rộng ở trong điều trị kinh nghiệm sang cái kháng sinh phổ hẹp khi đã xác định được tác nhân gây bệnh rõ ràng. Còn nếu đang điều trị hiệu quả thì chúng ta cũng giữ y cái kháng sinh đang điều trị trước đó. Còn bây giờ nếu mà cái cải thiện chưa có rõ lắm hoặc là cái phổ kháng khuẩn ở trên kháng sinh đồ nó ra không có đúng thì chúng ta chuyển lại ngay cái kháng sinh phổ hẹp, đánh ngay cái tác nhân gây bệnh đó, nên họ gọi xuống thang. Nhưng xuống thang tới đó là chưa có hết. Xuống thang là ở chỗ chúng ta sẽ điều chỉnh cái liều lại để phù hợp với cái cá thể của từng cái người bệnh một, nên cái tiến trình đó người ta gọi là tối ưu hóa cái liều. Bây giờ cái bệnh nhân đó trên cái cơ địa như vậy, cái bệnh nền giống như vậy, thì chúng ta sẽ điều chỉnh lại cái liều dùng nó như thế nào, liều dùng như thế nào để cho nó phù hợp. Thì
để cái điều chỉnh lại cái liều dùng đó như vậy á, thì phải sử dụng các chỉ số BKBD. À, chỉ số BKBD thì và sau đó nó chưa hết nữa các bạn. Khi đã bắt đầu điều trị hiệu quả rồi thì người ta bắt đầu nghĩ tới cái chuyện đó là làm sao cho bệnh nhân được an toàn, tức là giảm đi cái độc tính do sử dụng đường ngoài đường uống, đường ngoài tiêu hóa bằng cách gì đấy, chuyển từ đường tiêm truyền sang cái đường uống, tức là bây giờ chúng ta lại hạ xuống một cái bậc nữa từ cái đường tiêm truyền sang cái đường uống để tăng cái tính an toàn lên cho bệnh nhân. Vậy thì cái kháng sinh nào sau đó sẽ sử dụng được bằng đường uống thì nó sẽ có được ban hành ở trong những cái nguyên tắc sử dụng giống vậy, và người ta tiến dần đến cái người ta ngưng thuốc điều trị, thì cái liệu pháp đó người ta gọi là xuống thang. Các bạn hình dung ra như vậy á, thì điều trị kinh nghiệm là cái điều trị sử dụng các kháng sinh phổ rộng khi chưa có cái bằng chứng về vi khuẩn học. Chúng ta cho bệnh nhân tiếp cận ngay với kháng sinh để hạn chế tối đa cái quá trình phát triển bệnh nặng hơn. À, với thì cứ quán đại vô theo cái kinh nghiệm, cái cũng như kinh nghiệm đó không phải của người này người kia ha, mà nó là tập hợp lại của một cái loạt hồ sơ bệnh án đã được ở chỉ định trước đó có hiệu quả cho một cái bệnh lý nào đó, thì người ta ban hành cái phác đồ đó. Thì sau đó thì có bằng chứng vi khuẩn học rồi thì chúng ta xuống thang. Chúng ta xuống thang có hai cách ha. Một là chúng ta chỉnh cái kháng sinh lại cho đúng cái tác nhân gây bệnh, hai là chúng ta điều chỉnh cái liều lại để cho cái nâng cái hiệu quả điều trị lên, cái giữ cái nồng độ thuốc lúc nào cũng nằm trong ngưỡng MIC của con vi khuẩn. Ba là chúng ta xuống thang bằng cách nữa, xuống thang nữa là gì, chuyển bệnh nhân từ cái dùng kháng sinh đường tiêm sang đường uống để tăng cái tính an toàn lên và dẫn dần tới ngưng thuốc. Thì đó là cái liệu pháp xuống thang, thì cái chiến lược hiện nay của Bộ Y tế người ta đang xài giống như vậy đó các bạn. Thì nó sẽ có phân biệt với hai mục đích, nó là để nó ngăn ngừa cái con vi khuẩn phát triển cái đề kháng, thật sự là như vậy. Bởi vì trước đây chúng ta có hai cái liệu pháp, người ta gọi là lên thang và liệu pháp bao dây, là một trong những nguyên nhân cho cái con vi khuẩn kháng thuốc rất nhiều hiện nay. Lên thang có nghĩa là gì, cứ chỉ định một cái kháng sinh không hiệu quả thì tăng liều lên, liều đó không hiệu quả thì tăng, tăng không hiệu quả nữa chuyển qua một cái kháng sinh mạnh hơn, tức là càng ngày chúng ta càng lên thang. Thì điều đó có nghĩa là tạo điều kiện cho con vi khuẩn có điều kiện tiếp xúc với thuốc và dần dần nó sẽ phát triển cái tính kháng thuốc đi theo cái việc tăng dần. Quánh không có quánh chết ngay từ đầu mà cứ dùng, cứ nuôi 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 nó hoài thì sau thời gian nó sẽ phát triển lên thôi. Còn cái thứ hai đó là bao dây. Bao dây có nghĩa là chúng ta không cần cái kết quả kháng sinh đồ, chúng ta dùng rất nhiều kháng sinh đánh cùng một lúc. Như vậy thì dẫn đến là có trúng có không, và cái con kháng sinh, cái con vi khuẩn cũng lại có điều kiện tiếp xúc với rất nhiều loại kháng sinh mà thật sự không có tác dụng gì đó nó hết, và điều đó càng làm cho nó tăng cái tính kháng thuốc lên hơn rất nhiều. Thì đó là liệu pháp bao dây. Hiện nay thì người ta dùng hai cái liệu pháp điều trị thích hợp, các bạn nhớ ha. Điều trị thích hợp bao gồm thứ nhất là điều trị kinh nghiệm, tức là theo phác đồ điều trị đã được ban hành, và cái thứ hai đó là cái sử dụng cái liệu pháp xuống thang để tối ưu hóa cái liều nhằm cá thể hóa điều trị. Tức là bây giờ người ta điều trị cụ thể tính toán liều trên từng một bệnh nhân một trong trường hợp nhiễm khuẩn nặng đe dọa đến tính mạng. Thì trong cái điều trị kinh nghiệm các bạn nhớ đó, thì Bộ Y tế nó căn cứ vô cái mô hình bệnh tật, do cái số cái nó hồ cứu các hồ sơ nó sẽ cái thuốc đang có đó, thì họ ban hành cái điều trị kinh nghiệm cho một cái bệnh lý gì đó. Nên nãy các bạn thấy trong đó có điều trị viêm phổi người lớn trẻ em gì đó dài dài, sau đó thì Sở Y tế Cần Thơ nó sẽ lấy về nó ban hành, và nếu nó thấy cái tình hình dịch tễ học cũng ná ná giống vậy thì nó lại ban hành tiếp, và nó khuyến cáo điều trị viêm phổi theo hướng dẫn phác đồ điều trị của Bộ Y tế. À, thì đó là điều trị kinh nghiệm. Rồi cái tới Bệnh viện Đa khoa thành phố, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, Bệnh viện Đại học Y Dược Cần Thơ, nó lại căn cứ vô cái phác đồ được ban hành của Bộ Y tế, hay là cái phác đồ mà căn cứ đã được ban hành bởi cái Sở Y tế, thì họ lại ban hành tiếp tục phác đồ điều trị của bệnh viện về cái viêm phổi cộng đồng chẳng hạn. Thì như vậy họ cũng căn cứ vô cái kháng sinh đang có mà mình đang trúng thầu đó, họ căn cứ vô cái tình hình của phòng vi sinh của cái bệnh viện đó, nó báo cáo ở trong cái 2 năm qua gì đó, con vi khuẩn nào là kháng thuốc nhiều nhất, cái con nào là nguyên nhân gây ra bệnh lý viêm phổi cộng đồng là nhiều nhất, kháng sinh nào đang xài có hiệu quả nhất, và nếu phù hợp
với cái phác đồ của Bộ Y tế thì nó lại sử dụng ban hành lại y như phác đồ điều trị của Bộ Y tế, nó biến thành trở thành phác đồ điều trị cơ sở. Còn nếu nó có những con số liệu nó khẳng định được à, có thể dùng cái kháng sinh này kháng sinh kia trong cái danh mục thuốc của mình thay cho cái thuốc mà Bộ Y tế nó chỉ định xài, thì lúc bây giờ là ta có những cái phác đồ điều trị riêng biệt. Thì nhắc lại, điều trị kinh nghiệm là điều trị theo phác đồ đã được ban hành, có thể của Bộ Y tế, có thể của Sở Y tế, có thể của chính hồn thuốc điều trị ở tại bệnh viện. Để các bạn phân biệt ra những cái khái niệm giống giống như vậy. Vậy thì cái việc mà điều chỉnh một cái liều lại để cho nó có cái hiệu quả tốt nhất khi chúng ta đã xác định được một cái tác nhân gây bệnh rồi đó, thì lúc bây giờ người ta gọi đó là tối ưu hóa phác đồ trị liệu, tức là chúng ta sử dụng một cái liều để làm sao lúc nào cũng kiểm soát được, cũng có hiệu quả được đối với cái con vi khuẩn gây gây bệnh. Thì cái quá trình tối ưu hóa cái liều đó cũng vẫn phải dựa vô ba cái yếu tố mà chúng ta sẽ thấy ha, đó là vi khuẩn, đó là cái kháng sinh chúng ta đang có, và đó là cái bệnh nhân, nó cái vị trí, cái cơ địa ha, những cái yếu tố các bệnh lý mắc kèm được rồi vân vân. Thì việc sử dụng điều trị xuống thang, tức là cái tối ưu hóa cái liều đó, thì nó dựa vô cái chỉ số dược động học và dược thực học. Nó là cái gì? Lâu lâu nó kêu cái gì lạ, cái gì nó kêu gì đây, đó là nó sử dụng các cái chỉ số BKBD, các bạn dòm vô thấy không, BD đó là MIC, còn BK đó là những cái chỉ số dược động học chúng ta mới học đó, đó là AUC, đó là Cmax, đó là Tmax. Thì phần này nữa trong nguyên tắc sử dụng kháng sinh chúng ta sẽ dòm kỹ nó, chúng ta sẽ tính toán ha. À, người ta gọi là tối ưu hóa phác đồ trị liệu. Làm sao cái nồng dòm vô, các bạn thấy cái chỉ số chia ra này. Làm sao cái nồng độ một của một cái liều tạo vô thì luôn luôn nó phải lập một cái tỷ lệ, và tỷ lệ đó chia cho MIC chắc chắn phải lớn hơn 1, tức là chúng ta đang xài một cái liều thuốc tạo ra cái nồng độ bên trong cơ thể mà chia cho cái MIC của con vi khuẩn đó nó phải lớn lớn hơn 1, đó là điều chắc chắn chứ không thể bằng 1 được, phải không? Thì đó là cái ý nghĩa của việc tối ưu hóa liều, tạo ra một cái nồng độ lúc nào cũng lớn hơn cái ngưỡng MIC của tế bào vi khuẩn hết. Ngoài bên cái điều trị thích hợp thì người ta còn có cái quản lý sử dụng nữa. Nên các bạn thấy thấy kháng sinh hiện nay được quản lý sử dụng rất kỹ. Ở ngoài bên ngoài thì hiện nay kháng sinh mua phải bán theo đơn. Bây giờ người ta mới đặt ra, nếu các bạn nào đi chơi nhiều ở các quốc gia chung quanh đây thì các bạn thấy đi qua Thái Lan, qua Singapore không bao giờ các bạn bước vô hiệu thuốc mà hỏi mua một cái viên kháng sinh không có to bác sĩ, không có đơn bác sĩ thì nó bán thuốc, nó bán hết. Lúc nào hãy bán kháng sinh là phải có đơn bác sĩ. Họ quản lý rất chặt chẽ. Ở mình ở đây thì bây giờ bắt đầu, nếu các bạn nào đang có tham gia ở nhà có mở hiệu thuốc rồi thì chúng ta sẽ thấy ha, nó bắt đầu nó quản lý bán kháng sinh theo đơn, nó gắn camera để giám sát đó, nếu các bạn nào sẽ nghe nhắc chuyện đó. Còn trong cơ sở điều trị của bệnh viện thì nó ban hành liên tục, đó là cái quyết định, ngoài cái quyết định hướng dẫn sử dụng kháng sinh Bộ Y tế này là cái tài liệu bắt buộc tự học cho học phần này, thì các bạn có thể đọc thêm một cái quyết định nữa, đó là cái quyết định 5631. Nó thay thế cho quyết định cũ là 772. Quyết định thì nó mới ban hành hồi ngày 31 tháng 12 thôi. Nó hướng dẫn quản lý sử dụng kháng sinh trong bệnh viện. Lúc bây giờ cái kháng sinh ở trong cơ sở điều trị sẽ được quản lý và được sử dụng ra làm sao? Thì cái quyết định đây, cái phần quan trọng nhất là cái gì các bạn? Đó là cái tiêu chí để làm sao một bệnh nhân chúng ta xác định được đang dùng đường tiêm đủ tiêu chuẩn để chuyển sang đường uống. Và cái thứ hai đó là nếu đang dùng cái một cái đường tiêm là cái kháng sinh gì, thì khi chuyển sang đường uống chúng ta sẽ dùng cái kháng sinh gì, thì nó nằm trong quyết định 5631 này. Quyết định này thì thật sự sang tới nguyên tắc sử dụng kháng sinh ở học phần sau chúng ta sẽ đi sâu vô ha. Còn hiện nay các bạn nào muốn tìm hiểu thì cứ đọc coi, đọc cái phần phụ lục của nó sẽ thấy. Vậy thì đó là một số các khái niệm mà khi các bạn chú ý, ngoài ra học cái chương kháng sinh này nó mang cái một cái tính phổ biến, cái phổ quát rất lớn, và nó là những cái yếu tố kết cấu lại với nhau để hình thành ra trong cái sử dụng thuốc, chứ không phải là chúng ta học kháng sinh là để xài tetracycline, xài ampicillin, cái đó là đơn vị bên điều trị. Còn chúng ta ở đây là cái cách dùng thuốc, trong trường hợp nào chúng ta dùng ampicillin, trường hợp nào chúng ta có thể phối hợp ampicillin với một cái thuốc khác, nhưng lúc nào cũng phải đảm bảo cái nguyên tắc
đó là hiệu quả, là hợp lý, là an toàn. Những cái tài liệu các bạn có thể đọc ngoài cái tài liệu tự học, đó là cái bắt buộc, đó là cái quyết định 708, nhắc đi nhắc lại và nghe, là quyết định đó là các bạn chỉ cần đọc ba mươi mấy trang đầu thôi ha, chứ không có cần đọc hết. Còn ai mà muốn tìm hiểu thêm các phác đồ điều trị thì chúng ta coi anh sao đó nha. Như sao đó chính là các phác đồ điều trị ban hành của Bộ Y tế trong cho một cái điều trị nhiễm khuẩn. Còn bây giờ thì cái những cái tài liệu khác, vậy thì khi họ chỉ định amoxicillin, các bạn muốn tìm hiểu ra dược đồng học của nó ra làm sao thì lật sách giáo khoa ra coi những cái tài liệu ha. Thì lưu ý một điều, hàng năm Bộ Y tế nó đều ban hành hướng dẫn sử dụng kháng sinh hết các bạn. Thì trước năm 2017 cái nó đều có những cái cuốn sách giống vậy, các bạn thấy cái cuốn màu cam nằm ở giữa đó, hướng dẫn sử dụng kháng sinh của Bộ Y tế đó. Thì hiện nay cái cuốn mà cập nhật có giá trị nhất đó là cái quyết định 708. Người ta không có gọi là hướng dẫn nữa mà người ta gọi là quyết định 708 cho dễ nhớ. Nó bắt đầu có hiệu lực từ năm 2016, đến nay là 5 năm rồi, nó chưa có sửa đổi. Hình như sắp tới nó chuẩn bị đang ban hành. Tuy nhiên, còn những cuốn này như vậy là gì đây? Trước năm 2015 nên càng không cần xem nữa các bạn. Có nhiều bạn hỏi với tôi là nó bán những cái quyển này ở ngoài nhà sách cũ đó rất nhiều, mua không, mua làm chi? Nó bây giờ cái hiệu lực mà sử cái quản lý sử dụng kháng sinh và cái hướng dẫn sử dụng kháng sinh theo của Bộ Y tế là cái cập nhật mới nhất, và mới nhất của nó là nó ban hành năm 2016, tới giờ nó chưa sửa. Thì những cái cuốn này còn trước đó nó được mua để làm gì ha, không có xài được gì hết. Kế tiếp các bạn có thể tham khảo thêm cái chương kháng sinh, tức là những kháng sinh cụ thể trong các sách về dược lý ha. Dược lý đều có cái chương kháng sinh hết. Một trong những cái cuốn các bạn cũng có thể, nếu ai muốn đi theo cái phần này, đó là điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm. Giờ em vô các bạn hiểu rồi ha. Điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm ở đây không phải là theo kinh nghiệm của cái anh biên soạn Nguyễn Đạt Anh này, mà đây là cái điều trị theo những phác đồ đã được người ta ban hành. Người ta đã tổng kết lại và người ta chỉ định trong trường hợp viêm phổi cộng đồng thì tác nhân chính yếu là cái con gì, mấy mươi phần trăm, kháng sinh nào vẫn còn đang nhạy cảm, qua kháng sinh nào đã bị con vi khuẩn nó đề kháng, liều là bao nhiêu rồi dân, thì người ta biên soạn lại trong cái phần này. Đây là một cái cuốn cũng khá hay và gần như nó được dịch ra từ cái quyển gốc tiếng Anh mé bên tay phải và nó được cập nhật ha, cập nhật. Thì cái quyển gốc, quyển photo của cái tiếng Việt đó các bạn thì tôi được cái người ta cho, còn cái tôi thấy nó bán ở trên mạng các bản photo lúc đó là như là cái người mua giùm tôi ở ngoài Hà Nội đó để cho đó, tôi nhờ mua sau đó họ cho thì họ báo là 500.000, nhưng hiện nay hình như nó giảm rồi, còn có 200 mấy, 300 mấy gì đó. Và cái cuốn này nó rất dày, và dày cỡ bằng cỡ một tấc tay á, tấc tay á. Thì trong đó những cái kháng sinh nó sẽ mô tả bên trong đó, và các bạn thấy cũng giống vậy ha, nội dung của nó. Đây là cái quyển gốc, ngay cả cái nước ngoài nó vẫn sử dụng kháng sinh điều trị theo kinh nghiệm, và chúng ta nhớ kinh nghiệm không phải là của anh cha này bà kia ha, nhớ lại giống vậy. Thì trong đó có chương chung nè, rồi bắt đầu nó cũng vẫn vậy, nó phân điều trị kháng sinh trên hệ thần kinh trung ương nhiễm khuẩn nè, rồi nhiễm khuẩn ở trên hệ đường hô hấp, ở dưới đường hô hấp trên là nhiễm khuẩn tim mạch, nhiễm khuẩn đường cái tiêu hóa đó, nó cũng vẫn phân ra từng cái đó. Thì những cái đó người ta gọi là phác đồ điều trị kinh kinh nghiệm. Đó là cái đầu tiên tôi muốn nhắc với các bạn để khi sử dụng cái chương kháng sinh cũng như đọc, và cái các bạn cũng phải liên tục nha các bạn, phải liên tục là cái cập nhật. Bởi vì là chúng ta học mà không có cập nhật thì cái tình hình dịch tễ học vi khuẩn đề kháng thuốc đó chúng ta sẽ bị nó bỏ xa ngay tức khắc, mình vẫn sẽ phải chỉ định những cái thuốc mà con vi khuẩn nó đã kháng thuốc hết trơn rồi. Đó là cái đầu tiên tôi muốn nhắc với các bạn khi học cái chương này. Vậy thì chúng ta đi vô trong cái phần đại cương về kháng sinh. Phần đầu tiên thì tôi sẽ giới thiệu các bạn những khái niệm chung về một cái kháng sinh, cũng như những cái phân loại, những cái nhóm kháng sinh chủ yếu nào. Và tôi nói lại, phân loại này có nhiều cái cách phân loại ha, và tôi vẫn trình bày với các bạn đây là cái phân loại theo cái hướng dẫn 708 của Bộ Y tế để các bạn dễ tiếp cận với nó hơn khi đi thực tế lâm sàng. Thank you.
Thật sự mà nói thì cái phần chứa cái nhóm kháng sinh này nó mới chỉ được đưa vô dùng trong hai cái thập kỷ gần đây, tức là từ năm 1900 trở lại đây thôi các bạn. Cho nên là nó vẫn xem như là một cái thuốc mới, và cái thế kỷ 20 đó người ta gọi đó là cái kỷ nguyên của kháng sinh. Kỷ nguyên của kháng sinh ở trong cái thế kỷ 20 thì nó xuất phát từ những cái cột mốc trong cái việc mà sử dụng cái kháng sinh trong điều trị, được người ta ghi chép rất rõ, nó có rất nhiều cái cột mốc liên quan đến cái liệu pháp trong sử dụng kháng sinh. Rất Thì trong alo có gì không các bạn, thì trong này các bạn sẽ thấy nó giống như bên vi sinh, cái lịch sử phát triển của kháng sinh đó, nó gắn liền với ba cái cột mốc rất lớn. Cái thứ nhất đó là cái sự phát hiện ra kính hiển vi của cái nhà khoa học đó là Leeuwenhoek. Thì với cái sự phát hiện ra cái kính hiển vi, người ta mới thấy là trong cái thế giới ở hữu hình của chúng ta nó vẫn còn một tồn tại một cái thế giới nhỏ hơn nữa, đó là thế giới vi sinh vật, và chúng ta không nhìn được bằng mắt thường mà phải nhìn qua cái độ phóng đại của kính hiển vi. Thì đó là cái mốc đầu tiên của đóng góp của Leeuwenhoek. Cái cột mốc thứ hai là trong những cái đầu của thế kỷ 20, thì ở trong đó đó là cái sự dưới sự đóng góp của Louis Pasteur. Đây là một cái nhà vi khuẩn học người Pháp, và cái ông này thì ông chuyên nghiên cứu về vi khuẩn. Và các bạn đều biết cái công trình lớn nhất, cái đóng góp lớn nhất của ông này đó là xác định được cái bệnh lý nhiễm khuẩn gây tử vong rất lớn ở cái thời điểm của ổng sống đó, là nguyên nhân chính là do những cái tác nhân vi sinh vật có hại gây ra, mà những cái tác nhân đó thì chỉ thấy được qua cái độ phóng đại của kính hiển vi. Ổng cũng là cái người mà bác bỏ cái thuyết tự sinh, tức là người ta cho rằng là vi sinh vật là do tự nhiên mà có. Ví dụ như là họ nói là một cái miếng thịt mà treo lên đó thì tự nhiên xuất hiện những con dòi vậy đó, thì con dòi đó là do tự nhiên mà có, nhưng thật sự nó không phải, các bạn, nó là cái ấu trùng do những cái con khác đẻ ra. Tuy nhiên ở cái thời điểm của ông thì ông cố gắng ông chứng minh tìm ra những cái thuốc điều trị, mặc dù đã được tìm ra cái nguyên nhân gây bệnh nhiễm khuẩn rồi, nhưng mà ở thời điểm đó thì cái khối lượng kiến thức nó chưa đủ để người ta xác định ra điều trị được các cái bệnh lý về nhiễm khuẩn, nên nó chỉ dừng lại ở chỗ là dùng hóa chất để giết các tế bào vi khuẩn. Và các khái niệm hóa trị liệu nó cũng ra đời đầu cái thế kỷ 20 dựa trên những cái khối kiến thức này của mấy ông này để lại. Là họ dùng các cái hóa chất như là nước Raven, nước oxy già, hay thậm chí một số các cái kim loại quý để điều trị cái bệnh lý nhiễm khuẩn. Thì mãi đến năm 1928, các bạn có thể lên mạng, lên Google search, hay là các bạn tìm vô, nhất là trong cái Wikipedia, thì các bạn sẽ thấy nó mô tả và nó trình bày ra cái sự phát hiện hết sức tình cờ của cái kháng sinh, đó chính là penicillin, mà dưới cái sự phát hiện của Alexander Fleming. Đây cũng là một cái nhà vi khuẩn học, cái chỗ ông làm là cái phòng thí nghiệm về vi sinh nấm mốc mèo đụng dân, thì ông mới làm các thí nghiệm, ông nuôi cấy vi khuẩn ở trên các đĩa thạch, và sau đó thì ông để quên cái một cái đĩa thạch cấy Staphylococcus aureus ở trên cái cửa sổ phòng thí nghiệm. Sau một cái thời gian thì những cái phụ tá làm việc trong phòng thí nghiệm ta dọn dẹp đó, thì người ta mới báo với ông là cái đĩa thạch mà ông để trong phòng thí nghiệm nó xuất hiện những cái dòng vô khuẩn rất lớn. Điều đó có nghĩa là có một cái chất gì ở bên trong đó nó ngăn không cho cái con Staphylococcus aureus mọc ở trên cái đĩa thạch đó. Thì sau này được tư vấn thì của những cái người làm công tác chuyên môn chung đó, thì người ta nói đây là một cái loại nấm mốc mà nó lơ lửng ở trong không khí, và vô tình nó rớt vô đó và nó tiết ra một cái chất mà nó ngăn không cho cái con Staphylococcus aureus phát triển. Thì
À, sau này người ta mới biết đó chính là cái penicillium notatum. À, và lúc bây giờ thì ổng mới lấy cái chất ổng ly trích ra từ cái dòng vô khuẩn đó, ổng mới đem cấy trở lại vô trong cái những cái con chuột mà ổng gây nhiễm trùng máu bằng Staphylococcus aureus, thì tác dụng điều trị rất tốt. Đó. Thì lúc bây giờ cái mới nghiên cứu, bắt đầu đi nghiên cứu dần dần sâu hơn về cái phần này. Thì lúc bây giờ nó có hai cái nhà khoa học, đó là cái ông Florey và ông Chen. Đây là một cái Chen là một cái kỹ sư hóa, còn cái Florey là một cái ông bác sĩ. Hai ông này mới xin cái dịch cấy của Alexander Fleming, và mấy ông mới tinh khiết, mấy ông phân lọc ra, cuối cùng tìm ra được cấu trúc của một chất mà ngày nay khá phổ biến, đó là penicillin. Và lúc đó thì khi đưa vừa mới ra đời xong thì nó đã có tác dụng rất tốt ở trong cái thế chiến, những cái nó giảm rất lớn cái tỷ lệ nhiễm khuẩn do các cái thương tích về chiến tranh, bom đạn đồn dân. Năm 1945 cả ba ông này đều được giải Nobel y học do phát hiện hết sức tình cờ cái penicillin. Tuy nhiên mãi đến năm 1900 cái năm mươi mấy 48 trở lên thì penicillin mới được đưa vô sử dụng, và nó đưa vô sử dụng sau streptomycin. Khi đã bắt đầu có cái hướng này rồi thì người ta nghiên cứu, và streptomycin là được đưa vô ứng dụng điều trị ngay, nhưng mà penicillin thì sau đó. Tuy nhiên hiện nay người ta vẫn công nhận cái penicillin là cái kháng sinh đầu tiên được tìm thấy, và tìm thấy một cách rất tình cờ quá, do qua cái nấm rớt vô trong cái đĩa thạch cái vi khuẩn mà nó tiết ra. Thì sau đó thì cái quá trình phát triển của cái kháng sinh trở nên một cái kỷ nguyên hết sức là huy hoàng gần đây, bắt đầu từ năm 1928. Nó có đóng góp của rất nhiều cái người, trong đó có Hopkins, đây là một trong cái 8 nhà khoa học nữ mà được giải Nobel y học. Thì ở cái thời điểm đó, bằng cái kỹ thuật hóa lý ở thời điểm đó, bà này bà đã xác định được cái cấu trúc là của nhóm penicillin có một cái dòng beta lactam, cho nên là những cái nhóm này sau này chúng ta đều gọi là nhóm beta lactam, tức là cấu trúc của nó lúc nào nó cũng phải hiện diện cái dòng này thì cái thuốc mới có tác dụng. Đây là cũng là cái người mà vẽ được cái cấu trúc của vitamin B12, đã công bố cái cấu trúc của B12, cho nên bà được giải Nobel y học năm 1964. Năm 1954 thì bà đưa ra cái cấu trúc này, vẽ ra cái cấu trúc của B12, nhưng đến năm 1964 thì được giải Nobel y học. Cũng là cái người mà đưa ra cái cấu trúc lập thể của các cái protein, tức là cái cấu trúc của insulin. Nó còn đóng góp của nhiều, trong đó có Dr. Mark. Dr. Mark năm 1939 tổng hợp, là cái người mà tổng hợp ra được cái sulfamid chúng ta đang xài. Và sulfamid và quinolone được xem như là những cái kháng sinh tổng hợp. Còn những cái kháng sinh chúng ta đang xài còn lại hầu hết đều ly trích ra từ những cái nấm nấm và những cái nấm đó nó tạo ra các sinh khối, và sau đó người ta mới ly trích ra các kháng sinh từ các sinh khối đó. Còn quinolone và sulfamid thì là những kháng sinh tổng hợp. Ông này thì được giải Nobel y học năm 1939. Workman là một cái nhà khoa học ở Đại học Oxford, và ông tổng hợp ra được khoảng 18 cái loại kháng sinh. Ổng đi trích, ổng tinh chế ra từ nấm đó, thì nhưng mà không có được giải Nobel y học, bởi vì chỉ sử dụng từ những cái phản ứng tổng hợp của người ta thôi. Còn Joseph là cái người mà vẽ ra được cái cấu trúc của cephalosporin, ổng phát hiện ra cái cấu trúc của cephalosporin các bạn, từ cái nước thải ở cái hầm phân hủy mà ở trong cái viện nơi ổng công tác. Ổng thấy cái vi khuẩn gram âm nó không phát triển được ở cái vùng nước đó, thì ông nuôi cái ông bắt lên, ông phân lập ra thì ông tìm được một cái cấu trúc chung, và sau này người ta dựa vô cái cấu trúc đó người ta tạo ra cephalosporin. Thì đó là một vài cái để các bạn thấy cái lịch sử phát triển của cái kháng sinh nó mới gần đây, và nó phát triển rất nhanh bởi vì nó đáp ứng được cái yêu cầu điều trị cho các bệnh lý nhiễm trùng, chiếm một cái tỷ lệ tử vong rất cao. Và nó phát triển mạnh cho đến năm 1967, thì cái một cái nhà ngoại khoa rất nổi tiếng ở thời điểm đó là Stewart. Ông này ông mới đưa ra một cái tuyên bố là đây là cái thời điểm mà chúng ta có thể đóng lại những cái quyển sách giảng dạy về bệnh lý nhiễm trùng, và có thể mà
tuyên bố rằng là cái chúng ta đã chiến thắng. Nên tức là cái ông nói là ông đã kiểm soát được hoàn toàn cái điều trị các cái bệnh lý nhiễm khuẩn. Nhưng thật sự có phải giống vậy không? Thì như tôi nói, cái con vi khuẩn nó là phát triển ra luôn luôn trong môi trường khắc nghiệt, đó là tế bào sống nó phải tìm cách sống sót, nó phát triển. Và bây giờ chính cái tác nhân, chính cái kháng sinh đó, lại là một cái tác nhân tạo ra cái chọn lọc ra vi khuẩn đề kháng. Đó là lý do mà sau một thời gian thì gần như là chúng ta không còn kháng sinh đang xài nữa như hiện nay. Bởi vì sao các bạn? Chúng ta xài một cái cách không hợp lý, dùng kháng sinh thoải mái thì con vi khuẩn nó bắt đầu nó phát triển cái tính đề kháng. Và lúc bây giờ thì cái kháng sinh nó lại đóng một cái vai trò lựa chọn, nó giết đi những cái con nhạy cảm với nó. Còn những cái con nào đề kháng nó thì nó để cho dung túng phát triển. Và sau một thời gian thì chỉ còn cái dòng vi khuẩn kháng với cái nó thôi. Lúc bây giờ nó hết tác dụng, để người ta lại phải nghĩ ra một cái kháng sinh mới. Thì nó âm thầm nó phát triển cái dòng đề kháng đó, và nó xuất hiện những cái con vi khuẩn đề kháng thuốc rất mạnh. Đó là những con mRSA, tức là cái con đầu tiên là cái penicillin có tác dụng vô, đó là cái con tụ cầu vàng, phải không? Bây giờ thì những cái con này bắt đầu kháng là được với methicillin, người ta gọi đó là mRSA. Rồi nó lại dẫn đến gì đây? Ủa sao nó kêu cái gì vậy cả? Không biết cái hết pin không? Đâu có, còn pin mà. Những cái con mà vi khuẩn kháng thuốc bắt đầu nó xuất hiện. Nó xuất hiện đến mức đến năm 2017 thì Tổ chức Y tế Thế giới, cái ông trưởng đại diện họ tổ chức ở tại Việt Nam, ông mới tuyên bố ngậm ngùi rằng hiện nay lạm dụng kháng sinh đang rất kéo dài và không có kiểm soát. Và dự kiến đó là đến năm 2050 con người ta có thể bị tử vong chỉ vì một vết cắt chảy máu do nhiễm trùng mà không có kháng sinh. Và bây giờ nó đã kháng thuốc rất mạnh, nhưng mà mạnh cho nên dẫn đến là hiện nay gần như là cái việc sử dụng kháng sinh bắt đầu người ta, mỗi quốc gia họ đưa vô cái chiến lược riêng, nó phụ thuộc vô cái vi khuẩn kháng thuốc đó như thế nào. Ta gọi đó là dịch tễ học đề kháng của vi khuẩn. À, vậy thì trong cái định nghĩa nó sẽ hàm ẩn ở trong cái quá trình phát triển của kháng sinh, đó là những cái chất xuất xứ từ chính những cái tế bào sống khác như là vi khuẩn, như là actinomycete, hay thậm chí nó tổng hợp được. Nhưng mà cái hệ số trị liệu, tức là cái chỉ số trị liệu hôm trước chúng ta học đó, nó rất cao, hay nói cách khác cái hiệu quả nó giết tế bào vi khuẩn thì chỉ cần cái liều nhỏ đã đạt. Nhưng cái với cái điều kiện thứ hai nữa là gì, cái dùng cái liều rất cao vẫn không gây độc đối với cái tế bào của cái vật chủ thì người ta mới gọi nó là kháng sinh. Nó phải có tính an toàn rất cao và nó phải có tính rất đặc hiệu ở trên cái tế bào vi khuẩn. Mình không có thể nào bắt cái con vi khuẩn ra khỏi cái cơ thể của người bệnh rồi mình bỏ kháng sinh vô mình giết nó, mà mình phải giết tế bào vi khuẩn ở trong cái cơ thể của người bệnh, người bị nhiễm khuẩn, người các cái người trong các cái mô nhiễm trùng. Cho nên là nó đòi hỏi cái chỉ số trị liệu phải thiệt là cao, liều nhỏ là đủ cái giết tế bào vi khuẩn, mà cái liều thiệt lớn thì vẫn không gây nguy hại đến cái tế bào vật chủ. Do đó cái đó mới được gọi là cái kháng sinh các bạn. Và trong cái định nghĩa thì quyết định 708 Bộ Y tế nó cũng phân ra giống vậy, và trong đó nó cũng phân ra luôn đó là cái những cái kháng sinh có nguồn gốc ly trích từ trong các cái loại mà tế bào sống khác, và một cái nguồn thứ hai đó là những cái kháng sinh tổng hợp, tức là những cái kháng sinh mà bản chất là chỉ là hóa chất không, đó là sulfamide hay là quinolone. Và cái chỉ số trị liệu của thuốc phải thiệt là lớn để chúng ta phân biệt với một cái chất nữa cũng có tác dụng kháng khuẩn, cũng có tác dụng kháng khuẩn các bạn, nhưng mà chỉ số trị liệu bây giờ rất thấp, liều gây độc cho tế bào của người và cái liều giết được cái con vi khuẩn thì nó lại tương đương giống nhau. Đó là nhóm gì đó các bạn? Đó là nhóm sát trùng tẩy quê. Phân biệt ra ha, một cái chất cũng có tác dụng diệt khuẩn nhưng chỉ gọi là kháng sinh khi nó có độc tính chọn lọc rất cao đưa vô cơ thể của con người được. Còn cái thuốc sát trùng tẩy quế thì cũng có tính sát khuẩn ha, nhưng mà không thể nào sử dụng bằng cái đường tiêm chích được hết.
Nên hôm trước các bạn còn nhớ tôi có hỏi bạn là điều trị viêm phổi tại sao không cho uống bolividone, không cho uống nước da ven đường dân phải không? Bởi vì đây là những chất sát trùng tẩy quế chứ không phải là kháng sinh. Chúng ta không đưa được vô bên trong cơ thể, chúng ta chỉ sử dụng bên ngoài da. Do cái cơ chế sát khuẩn của nó đó, nó không có phân biệt giữa cái tế bào người với tế bào vi khuẩn. Thì nhóm này được gọi là nhóm sát trùng tẩy quế các bạn, chứ nó cũng có tác dụng kháng khuẩn. Thì chúng ta phân biệt ra hai nhóm thuốc vậy ha. Hiệu lực tác dụng của cái nhóm kháng sinh nó thể hiện đâu, chỉ thể hiện ở trên người thôi, với hai cái hiệu lực đó là kiềm khuẩn với diệt khuẩn. Một cái kháng sinh được gọi là có tính chất kiềm khuẩn khi nó chỉ ức chế tạm thời sự phát triển của vi khuẩn, còn nếu ngừng thuốc thì con vi khuẩn có thể phát triển trở lại. Còn một cái kháng sinh mà khi nó tấn công lên tế bào vi khuẩn, nó bắt đầu làm chết luôn tế bào vi khuẩn, không cho phát triển lên trở lại nữa, thì người ta nói cái kháng sinh đó có tính diệt khuẩn. Ha, diệt khuẩn. Và cái khái niệm về kiềm khuẩn diệt khuẩn giúp cho mình sử dụng đúng một cái kháng sinh, tùy theo tình trạng chúng ta sẽ dùng cái kháng sinh kiềm khuẩn, hay là tùy trong tình trạng chúng ta sẽ chỉ định cái kháng sinh diệt khuẩn. Và tuy nhiên như tôi nói, cái phân loại này nó chỉ mang tính tương đối thôi. Tại vì sao? Tại vì đó, không một cái kháng sinh nào kiềm khuẩn hoàn toàn và không một cái kháng sinh nào diệt khuẩn hoàn toàn hết các bạn, mà nó tùy theo cái tác dụng nó lên các cái dòng vi khuẩn. Có những cái kháng sinh, có những dòng vi khuẩn tiếp xúc với kháng sinh là bị diệt ngay tức khắc, nhưng có những cái dòng vi khuẩn khi tiếp xúc với kháng sinh thì nó chỉ bị ức chế không cho phát triển thôi, và thậm chí có những cái dòng vi khuẩn nó tiếp xúc với kháng sinh thì kháng sinh không gây nó, nói cách khác là không có hiệu quả gì hết. Thì những cái tập hợp đó, một cái kháng sinh nó sẽ có những cái dòng vi khuẩn nó có cho tác dụng kiềm khuẩn, có những dòng vi khuẩn nó cho tác dụng diệt khuẩn, và có những dòng vi khuẩn nó bị đề kháng, tức là nó không hiệu quả và thậm chí nó không có một cái tác dụng gì thể hiện được hết. Thì tập hợp những cái đó lại với nhau, người ta sẽ gọi đó là cái phổ kháng khuẩn. Thì các bạn sẽ hình dung ra thế nào là phổ kháng khuẩn rồi ha. Người ta gọi đó là phổ kháng khuẩn vì mỗi kháng sinh nó có một cái phổ kháng khuẩn riêng, trong đó nó thể hiện ra có những cái dòng vi khuẩn nó có chỉ gây kiềm khuẩn, có những dòng vi khuẩn nó gây ra diệt khuẩn, và có những dòng vi khuẩn nó bị đề kháng không có tác dụng gì hết. Tập hợp những cái đó lại người ta gọi là một cái phổ kháng khuẩn các bạn. Thì nếu biểu hiện ở trên cái kháng sinh đồ thì người ta đo cái đường kính của cái dòng vi khuẩn đó để người ta xác định đó là còn nhạy cảm, đã đề kháng hay là nó kháng trung gian, vân vân, phải không? Thì đó là cái tính cách. Xin lỗi các bạn, tôi có cái công việc đấy, có cái người gọi cửa chút xíu nha. À, cho tôi xin 5 phút.